À, xin chào tất cả mọi người nhé. À, mình là Huy, mình đến từ thương hiệu giặt là sạch cộng. Và hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người một cái mô hình tiệm giặt ướt sấy khô chuyên nghiệp, bó có cả những hệ thống thiết bị chuyên dụng, đó là máy giặt khô mọi người nhé. Vậy thì với một cái thị trường hôm nay mình chia sẻ thì không phải là ở thành phố mà không phải ở điểm trung tâm. Vậy thì lý do tại sao mà với cái mô hình này thì có thể tư vấn và chia sẻ cho khách hàng lựa chọn giải pháp đầu tư về hệ thống chuyên nghiệp? Thì chia sẻ với mọi người trong quá trình đó là tìm hiểu, đánh giá về thị trường ngành nghề giặt sấy công nghiệp và tìm hiểu, khảo sát một thời gian rất là dài đối với hệ thống, quy trình và với những mô hình kinh doanh dịch vụ giặt là tại đây. Và trong quá trình mình về đánh giá trực tiếp về thị trường, cùng khách trao đổi và tìm hiểu một thời gian khá là dài, thì chia sẻ với mọi người tại thị trấn, tại huyện Nho Quan này thì chưa có một hệ thống giặt ướt giặt khô chuyên nghiệp nào. Và cái điều đặc biệt mà mình muốn chia sẻ tới mọi người tham khảo ở cái mô hình ở đây, đó là chiếc máy này. Chiếc máy này thì đó là chiếc máy giặt khô, chiếc máy giặt khô chuyên dụng anh chị nhá. Chiếc máy này sẽ sử dụng chính để chúng ta giặt những cái bộ đồ cao cấp có giá trị rất là cao. Đấy, và đồng hành với cái nhu cầu giặt khô thì sẽ có hệ thống thiết bị giặt ướt. Đây đó là chiếc máy giặt ướt chuyên dụng, rất là quốc dân luôn mọi người nhá. Chiếc máy này thì là một dòng thương hiệu có tiếng và hiện tại đang được rất nhiều người lựa chọn với những cái công năng như là hệ thống UV có nước nóng, như là cái hệ thống phần cơ khí chắc chắn và bền bỉ, và kèm theo đó là những cái thiết bị hoàn thiện như là máy ép chân không. Máy ép chân không, và mọi người có thể tham khảo qua về cái hệ thống máy giặt khô đây, mình sẽ nói qua cho mọi người. Ở đây thì đơn vị đang là thi công cái mặt bệ để bắn vít và cho máy cố định, máy giặt khô, nên cho nên là bụi, nên là đơn vị đang là chùm bạt như này mọi người nhá. Đây đó là thiết bị hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài. Thiết bị này thì sẽ sử dụng hoàn toàn bằng dung môi hàng của Anh, sử dụng công nghệ trưng cất mọi người nhá. Đấy, và thiết bị này thì sẽ giặt tất cả những đồ gì, như là những loại áo vét, áo dạ, những bộ đồ có giá trị rất là cao. Đấy, vậy thì với giá trị giặt khô khác gì giặt ướt? Và chi tiết hơn, nếu như anh chị đang quan tâm tới cái dòng thiết bị giặt khô này thì có thể theo dõi những video của Huy. Và đây đó là phi dung môi chuyên dụng hóa chất giặt khô mọi người nhá. Đấy, vậy thì ở cái không gian đây thì nhà anh chị rất nhiều cái mặt lợi. Thứ nhất là cũng tiện đường qua lại, và hơn nữa là bên hông này là một cái khoảng sân rất là rộng này, chúng ta có thể tận dụng cái khoảng trống để làm những cái dân phơi đồ. Khi mà chúng ta phơi xong rồi thì chúng ta sẽ sử dụng máy sấy nữa mọi người nhá. Vậy thì thông thường với một mô hình tiệm giặt ý, thì là ngoài những cái hệ thống như máy giặt ra thì chúng ta cần có những cái giá kệ để đồ này. Đây đó là thiết bị đã được ép chân không. Chiếc chăn này đã được ép chân không mọi người nhá. Sau khi ép chân không thì chiếc chăn này nó xẹp lại, cái độ phồng của nó chỉ bằng 1/3 so với khi chúng ta không ép thôi. Mọi người thấy không, nó rất là chuyên nghiệp mọi người nhá. Đấy, vậy thì những cái phụ kiện cần có thì nó rất là quan trọng để cấu thành nên một cái mô hình kinh doanh dịch vụ chuyên nghiệp và mang lại cái chất lượng phục vụ tốt nhất. Và những cái thiết bị vật dụng kèm theo như là hệ thống bàn gấp này, hệ thống bàn gấp và hệ thống máy nà. Vậy thì chia sẻ với mọi người thêm, đó là về cái chiều dài của con máy giặt khô nhá. Con máy giặt khô này có chiều dài mặt máy nó khoảng 1,5 mét, và chiều cao của thiết bị thì đâu đó chừng 1,7 m, chừng 1,7 m. Còn đối với giặt ướt thì đây, chiều ngang của máy khoảng 1 m và chiều cao của máy khoảng gần 1,5 m. Và đây đó là thiết bị máy nén khí để cấp nguồn cho hệ thống như là máy giặt khô và cấp nguồn cho hệ thống máy ép chân không anh chị nhá. Đấy, vậy thì cũng có nhiều anh chị hỏi em, đó là máy ép chân không sử dụng có hiệu quả không, chúng ta có lên đầu tư không? Thì chia sẻ với anh chị thì trước đây với những cái mô hình ngành nghề giặt lá thì hầu đa mọi người làm ở cái mô hình nó rất là truyền thống, đó là buộc túm hai đầu như này và quấn băng keo, thì nó sẽ không thể đảm bảo được cái vấn đề đó là ni giữ mùi hương thơm. Đấy, và cái chăn của chúng ta nó rất là phồng.
Đấy, và sinh ra cái máy ép chân không là mục đích đó là chúng ta làm nhỏ gọn lại thiết bị và chúng ta có thể hàn miệng này luôn. Nó rất là chuyên nghiệp mọi người nhá. Đấy là những cái thiết bị cần có khi mà chúng ta kinh doanh với một cái hệ thống rất là chuyên nghiệp. Thì em là Huy, em chuyên tư vấn và chia sẻ cho mọi người những cái mô hình giặt sấy công nghiệp cao cấp ở những khu vực như vùng nông thôn, những khu vực thành phố và những khu vực khác nhau. Vậy thì nếu như anh chị đang có những cái định hướng muốn tìm hiểu cho mình một cái ngành nghề giặt là công nghiệp hoặc một cái mô hình nào đó thì mô hình giặt là cũng là một trong những mô hình mà mọi người nên tìm hiểu. Số điện thoại Zalo của em thì em sẽ ghim trên bài viết và mọi người có thể tham khảo qua các kênh mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể mọi người ở những video chia sẻ chi tiết hơn về một cái hệ thống ngành nghề giặt là công nghiệp. Xin chào tất cả mọi người.